24 tháng 10 và chúng ta tụ họp về đây để xem tại sao Phương Đông. Và ngày hôm nay cũng chính là ngày mà trường Phương Đông thành lập. Nào mọi người hãy cùng nắm chặt tay nhau vụ theo nhịp nhạc rồn rập và cất cao giọng hát để bầu không khí đến phần tập nập. Chào mừng cho những thành công đang có và sẽ có trong tương lai của trường Phương Đông. Chúng ta vững bước đi lên lớn mạnh đã tạo ra những con người mới có ích cho xã hội trong những ngày không xa. Yeah, trong những ngày không xa. Yeah. Và hôm nay đây với sự góp mặt của những nam thanh nữ tu em từ trường Phương Đông trong cuộc thi bầu ấy mà cũng không kém phân số ấy đâu. Tại sao Phương Đông chính là niềm tự hào của sinh viên chúng ta và mọi người hãy cất cao giọng hát. Chúng ta ở đây làm gì? Xem chúng ta tại sắp Phương Đông. Chúng ta ở đây làm gì? Chúng ta tại sắp Phương Đông. Và chúng ta ở đây làm gì? Để xem chúng ta tại sắp vì Phương Đông. Tất cả chúng ta ở đây là Phương Đông. Chúng ta ở đây làm gì? Xem chúng ta tại sắp Phương Đông. Chúng ta ở đây làm gì? Chúng ta tại sắp Phương Đông. Và chúng ta ở đây làm gì? Để xem chúng ta tại sắp vì Phương Đông. Tất cả chúng ta ở đây chính là Phương Đông. Mỗi công ty lại có những nhóm thực hiện khác nhau. Đến nay xoay mùa tổ chức thành công vào các năm 04, 06. Phương Đông chúng ta thật pro, gặp rằng chung kết đêm nay sẽ thật là máu. Để chắc rằng những gì tay sắc Phương Đông để lại sẽ mới không phải màu. Yo, để rồi đến ngày sau tay sắc Phương Đông sẽ là một kho báu. Để qua nhiều live show tất cả các trường chúng ta sẽ biết về nhau. Để tay sắc Phương Đông sẽ kết nối chúng ta như một cây cầu. Đến với trường Phương Đông chúng ta sẽ là danh thực sự đến ngàn đời sau. Chúng ta Phương Đông, chúng ta là người Á Đông. Biểu tượng Á Đông từ rất lâu đời đó chính là một con rồng. Nhưng đây là trường Phương Đông, dân lập Phương Đông, icon của chúng ta. Đó cũng là biểu tượng của người Việt Nam. Điều đó chính là một con chim lạ. Phương Đông chúng ta tối nay tất cả hội tụ ở đây thật nhiều. 2 năm 1 lần tổ chức tài sắc chắc chắn là đâu có thiếu. Người gặp thí sinh dự thi để chọn ra người xuất sắc nhất trong những người tiêu biểu. Các bạn ơi hãy cho tôi hỏi các bạn một điều. Chúng ta ở đây làm gì? Xem chúng ta tài sắc Phương Đông. Chúng ta ở đây làm gì? Chúng ta tài sắc Phương Đông. Và chúng ta ở đây làm gì? Để xem